Ở thời đại mà các cô gái trở nên bạo gan như hiện tại thì thú thực, cứ trai đẹp dù ở đâu thì cũng chắc chắn sẽ được chú ý. Thế nhưng, mỗi cô nàng cũng có gào riêng của mình. Có người mê mệt những wan boy kiểu Barbie như trai Hàn, có người đổ gục trước hình mẫu những người đàn ông trưởng thành, phong trần. Và cũng có những người ngay lập tức rung rinh trước một chàng trai sở hữu nụ cười cợt tươi như nắng giống soái ca này. Chỉ một bức ảnh cười cợt đẹp, anh chàng này đã khiến chị em đổ gục hàng loạt. Trong những bức ảnh trai đẹp được chia sẻ rất nhiều những ngày gần đây, hội chị em đã dành vô số sự niềm nở cho một tấm ảnh được chụp lén trên tàu điện ngầm. Dù chỉ đứng một góc, chẳng tạo dáng nhưng gương mặt điển trai, nụ cười cợt rất sáng, rất đẹp của anh chàng trong ảnh đã khiến người ngắm cảm thấy như bị trúng tiếng sét ái tình. Nhiều người quả quyết, đàn ông hay cười cợt như anh chàng này sẽ ô tô được cộng 100 điểm thiện cảm. Nhìn anh rất giống người yêu em, trai cười cợt đẹp bù hẳn 9 điểm cho ngoại hình không được cao to, anh gì ơi, dù anh không biết em là ai nhưng anh theo em về nhà đi, mình đòi hỏi không cao, chỉ cần đẹp sương sương như anh ý là được, ảnh đăng trên cười cợt đi tới cầu hôn mình đó mọi người. Các cô gái bình luận rôm rã. Chàng trai được trọng 100 chi 100 điểm thiện cảm ấy có tên là Triệu, đến từ Trung Quốc. Được biết, chàng trai trong ảnh có tên là Triệu, sinh năm 1995, đến từ Trung Quốc. Triệu là wan boy thế hệ nổi trên mùa hè xanh xứ Trung, dù lượng follow chưa cao nhưng ai nấy đều công nhận, với gương mặt cũng như thần thái của mình, việc anh chàng wan hơn là chuyện trong tương lai rất gần. Sở thích của Triệu những lúc rảnh rỗi là bóng rổ và âm nhạc. Anh chàng cũng chuộng phong cách dễ chơi mà không xoàn phần cá tính. Ở Triệu có nét lãng tử rất thú vị. Góc nghiêng thần sầu khiến người ta không thể bỏ lỡ. Cùng xem thêm một vài hình ảnh của soái ca cười cợt đẹp này nhé. Con trai quyến rũ nhất là khi vừa tắm kết thúc. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này.